Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hàm Chuyện Ma của chúng ta có một tựa đề là nhân quả báo ứng của tác giả Khả Hân Là một câu chuyện khai thác về chủ đề nhân quả, nó rất là gần gũi, rất là thực tế trong cuộc sống của chúng ta Và hy vọng rằng qua cái câu chuyện này sẽ mang đến cho chúng ta những cái ý nghĩa, một cái ý nghĩa nào đó, một cái bài học nào đó à, Hy vọng là như vậy và chúng tôi cũng xin kính chúc quý vị một buổi tối nghe chuyện nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện rất hay của tác giả Khả Hân có tựa đề Nhân quả báo ứng có phần diễn đọc của Đình Soạn. Ánh nắng đang chiếu qua mảnh cửa sổ văn phòng của tôi bỗng trở nên lạnh lẽo tôi đang đứng khi mà mở bức thư bây giờ tôi đã ngồi xuống xoay cái ghế bọc ra một vòng nhìn năm năm ra ngoài cửa sổ thế là sau cùng bà ấy đã chết lần sau cũng gặp bà ấy là khi nào một năm hai năm tôi nhớ có nhận được một thiệp mừng giáng sinh và bà ấy cứ nhắc đi nhắc lại là tôi phải viết thư cho bà ấy bà ấy cô đơn cô đơn ghê gớm và những năm cuối cùng của cuộc đời Át hẳn là như vậy trong lòng của tôi bỗng tràn ngập một nỗi ân hận thứ cảm giác mà bạn thấy khi một người đã chết mà chưa thu xếp xong những việc còn đang răng dở công việc của một nhà văn ngày nào cũng chỉ có viết và viết không ngừng nghỉ chỉ những cuối tuần tôi cho phép mình đi nghỉ xả hơi và trùng tu sắc đẹp nhưng mà lâu dần cũng cạn ý tưởng và cảm hứng thì cứ trốn chui trốn lùi ở đâu đây chẳng bao giờ là dễ dàng Nhà xuất bản thì liên tục gửi email đề nghị tôi mau sớm ra tác phẩm mới, nhưng tôi biết làm sao được. Tôi có thể bịa ra hàng ngàn câu chuyện khác nhau, nhưng mà nếu chúng không thúc đẩy bằng cảm xúc chân thật của mình, tôi thật sự chẳng khi nào có thể dám đối diện với bản thân và tự hào rằng mình đã một người theo chủ nghĩa hiện thực. Và điều đó còn hoàn hảo hơn khi mà rõ ràng có một thế lực nào đó đang cố tình trêu ngươi đùa giỡn hoặc là muốn ngăn cản việc được kiếm sống và bước đi trên chính đôi chân của mình. Lạy Chúa tên lục tìm trong đầu óc tự hỏi, không biết liệu rằng mình có làm ra chuyện gì phạm pháp hay không? Giết người? Ồ, tôi có viết điều đó trong vài cuốn tiểu thuyết ăn khách đã xuất bản trước đây. Nhưng bạn biết đấy, ngày nào tôi cũng chỉ làm bạn với máy tính và bàn giấy tẩy xóa liên tục. Đến nỗi cửa hàng văn phòng phẩm bên cạnh nhà tôi luôn rơi vào tình trạng hết hàng mỗi khi tôi trở ra. Hiếp dâm, làm sao mà có thể như vậy? Tôi là một cô nhà văn bé nhỏ còn chẳng thèm quan tâm đến vẻ điển trai của một. Tôi là một cô nhà văn bé nhỏ còn chẳng thèm quan tâm đến vẻ điển trai hay là một thân hình vạm vỡ nào đó mỗi khi vô tình chạm phải trên vỉa hè hoặc là vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Lý do tôi cô độc cho đến tận bây giờ, làm gì phải nghi ngờ chi nữa, thật sự là do bản năng vậy thì chắc chắn số của tôi quá đen đổi. Ý tưởng đã rơi vật thế bí, căn nhà nhỏ bé lại trở thành. Căn nhà nhỏ bé lại trở bệnh ốm đau, thật là một cuộc sống đầy thử thách. Nhiều tuần lễ nhanh chóng trôi qua, với những ngày đông đầy mặt cưa, mùi vữa tường mới chát và những dấu chân của người. Tôi đã trở nên thân tình với người thợ điện, anh thợ ống nước, thợ sửa mái nhà. Một chuyên gia thực vật học một chuyên gia phong thủy nội thất một nhà diệt kiến mối và một chuyên gia xoa bóp người làm móng tay và làm tóc của tôi bắt đầu gọi liên tục và để lại lời nhắn đầy lo lắng vì họ cứ tưởng rằng tôi chắc hẳn đã gặp một tai nạn kinh hoàng nào đó hoặc là đã chết bởi vì trong quá khứ bởi vì trong quá khứ chỉ có hai viễn cảnh này mới có thể là lý do khiến tôi cho phép mình được lỡ hẹn cho đến khi một người bạn làm cảnh sát hình sự của tôi gọi điện thoại và gợi ý cho tôi một cuộc thăm tù đầy thú vị trò chuyện với người mà trước nay tôi chưa bao giờ gặp mặt. Đó là một người phụ nữ ngoài 50, vẻ ngoài hốc hác và đôi mắt sâu thẳm đượm buồn. Tóc của bà bạc phơ như là muối với khuôn mặt chi chít những nếp nhăn và vết bầm tím ngang dọc. Thành thử ra là thoạt nhìn ai cũng tưởng rằng có khi trẻ nhất thì người đàn bà lầm lì ác độc này cũng đã hơn tám chục. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy bà ta mặc bộ kẻ sọc đeo số hiệu tù nhân hợp vô cùng. Cứ như thiết kế được Donny đóng giày riêng cho bà ấy vậy. Cô là nhà văn. Bà ta nhìn tôi như nhìn một người cha xứ có thể rửa hết mọi tội lỗi đã gây ra trong hơn 20 năm đôi mắt cầu khẩn đáng thương ấy bất ngờ lại khiến tim của tôi thất lại. Vâng, nghe nói bà muốn gặp tôi để chia sẻ về câu chuyện của mình. Bà im lặng một lúc, phòng thăm tù yên áng đến nỗi, tôi có thể nghe được tiếng thở nặng nề của đối phương. Cả âm thanh của bà cố gắng nuốt nước bọt để chấn an cơn sợ hãi và sự mất bình tĩnh sắp trào ra trong mình. Định mệnh của cuộc đời tôi vốn ngay từ giây phút đầu tiên đã được định sẵn là một cuộc đời bất hạnh. Tôi từng luôn than trách sự nghiệt ngã mà ông trời đã nhẫn tâm ném hết cả vào mình. Bắt đầu từ một ngày tiệc tùng xa hoa và đắt đỏ, trên con phố sầm uất nhất tụ điểm của chuỗi ăn chơi bậc nhất thế giới làn Quế Phượng. Dòng của bà cứ đều đều chất chứa hàng trăm những cung bậc cảm xúc khác nhau, có trong từng câu chữ, tôi còn cố tình đem theo một chiếc máy ghi âm để đề phòng khi mình lỡ quên hoặc bỏ sót một điều gì quan trọng diễn ra trong cuộc đời ấy hai tiếng ngồi trong phòng thăm tôi bất chợt nhận ra một bài học lớn mà trước nay tôi chưa bao giờ mảy may đã tới cái suy nghĩ ấy nó chiếm trọn tâm trí của tôi lúc này không có cơ hội thoát ra rồi như không thể chờ đợi lâu tôi bật ngay máy tính và bắt đầu gõ những dòng đầu tiên cứ như vậy đến hết đêm dài mạc thanh đóng cửa lại thở phào và dựa vào cửa nhấm nháp tiếp dư vị của những món ăn của cuộc trò chuyện và sự quan tâm săn đón của người đàn ông mà cô vừa nếm trải trong vòng ba tiếng rưỡi vừa qua cô nhắm nghiền mắt lại hương vị của rượu vang của những cái bánh thịt cua như vẫn còn phảng phất đâu đây và đặc biệt là một nước hoa Colonna của Island Hòa Quyền trong phần nội thất bọc ra trong xe của anh ấy. Đó là một buổi tối hoàn hảo, nhưng cô thật sự nhẹ nhõm cả người khi anh khước từ không vào trong uống nước và tham quan ngôi nhà vào ban đêm. Thay vào đấy anh sẽ đồng ý quay lại vào một dịp khác theo gợi ý của cô. mà Thanh nghĩ cả hai người họ chẳng ai còn sức lực nào để đối mặt với Phùng Đức Quang một lần nữa. Cô tiến vào trong nhà bếp mà tủ lạnh lấy ra một đĩa hoa quả tươi, nhai một cách chậm chậm, thất vọng nhưng mà cũng cảm thấy hơi nhẹ nhõm. Cô cần thời gian để sắp xếp lại những suy nghĩ ở trong đầu của mình trước khi gặp Ireland một lần. Điều quan trọng nhất là cô cần phải luận ra xem hà cớ gì mà cô cứ luôn nhìn thấy gương mặt Phùng Đức Quang mỗi khi Ireland hôn cô. Điều đó ngu xuẩn quá, thật tình, phùng đức quang hoàn toàn không phải là tuyếp người đàn ông lý tưởng mẫu mực của cô anh ta quá tự tin quá vinh váo ngạo mạn luôn mỉa mai châm chọc và thật thờ ơ lãnh cảm nếu cô có phạm phải lỗi lầm lớn nhất đời mình thì đó là việc cho phùng đức quang biết rằng cô thích anh ta dù ở bất cứ một mức độ nào thậm chí nếu mức độ ấy chỉ nằm ở điểm xuất phát ngu xuẩn và chẳng liên quan gì đến tình cảm có thật cô nhận ra rằng nếu như cô cứ tự nói với mình như thế thì cuối cùng cô sẽ tin đó là sự thật dù sao thì cô cũng đã có nhiều năm luyện tập cách tự đánh lừa bản thân của mình còn gì hơi men nồng nặc khiến cho mặt thanh cảm thấy tê dại đầu dây thần kinh cảm giác của cô hiện giống như là đám hoa bổ công anh vừa bị nghiền nát ở trong gió chỉ còn lại những cọng lá trơ trọi đầy rượu rã. Cô đào mắt nhìn quanh những bức tường vốn đã từng ấm cúng trong căn nhà của mình. Những bức tường sơn trắng và trống trơn, hoàn toàn không có hoa văn chạm trổ sắt trần hay là ván gỗ to bản ghép ở trên tường. Căn phòng sinh hoạt chính cũng chẳng có lò sưởi hay là bất cứ thứ gì được gọi là họa tiết trang trí. Điểm nhấn của căn phòng là chiếc tivi màn hình phẳng cô đã tự mua cho mình, làm quà Giáng sinh hồi năm ngoái Sàn gỗ thì đã được đúc sẵn từ xưởng và hoàn toàn không có bóng dáng của sự hao mòn. Bằng chứng về điều kiện còn mới nguyên của nó chứng tỏ con người trong gần 200 năm qua đã không bước xuyên qua nó rồi để lại dấu gót dày và dấu chảy xước như là dấu hiệu của lịch sử đã đi qua. Cửa cò hai chân kéo lên áp vào ngực rồi ngồi dựa đầu trên ghế sofa hít một hơi thật mạnh bằng mũi rồi giữ lại. Sau đó từ từ thở ra bằng đường miệng Cô đuổi khuôn mặt mỉm cười khí xoáy của Phùng Đức Quang theo lặn hơi đang đi ra. Với một hơi thở sâu nữa, cô lại nhìn vào những khoảnh khắc hạnh phúc không thể cưỡng lại với Ireland. Và những nụ hôn nồng cháy mà anh đặt lên môi của cô trong suốt cả buổi tối lãng mạn dưới ánh đèn nhập nhòa, khi tối khi sáng của phòng VIP khách sạn năm sao, rồi lại đưa mắt nhìn quanh căn phòng trống rỗng buồn tẻ, không có lấy một người bạn tâm tình. Suốt cuộc thì cô thích ai nhiều hơn Từ nhận ra mức độ chơ cháo và tham lam trong lòng của mình Cô nhích mép cười tự giễu. Từ khi nào một người phụ nữ đoan trang hiền thục Lại biến thành một kẻ dối trá trắng trợn Chuyên lừa lọc những chàng trai trẻ quấn quanh Thèm khát mùi vị cơ thể của đàn bà Hư hỏng ư Có lẽ Nhưng mà sự thật thì cô chưa từng nhận lời lên giường hoan lạc với bất cứ ai kể cả là hai chàng trai đang đồng thời mang lại cho cô những cảm giác chân thật nhất, mà trong giây phút say mềm này cô còn thoáng qua vài suy nghĩ về cái chuyện có phải rằng trái tim của mình đang xuống sang dao động? Khẩm không, không thể nào, cô làm sao có thể yêu đương như những cô gái bình thường được chứ? Cô chỉ đang cố gắng lợi dụng đàn ông, những gã lắm của nhiều tiền bị mê hoặc bởi sắc đẹp trời ban ấy của mình mà thôi. Và tại sao cô lại cần phải làm như vậy? vì cái tội nghiệt nặng nề mà người đã chết để lại khiến cho cô phải nai lưng ra gồng gánh suốt nhiều năm cô bồi hồi nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc vô lo vô nghĩ gia đình cô cũng khá giả lắm chứ có công ty riêng xế hộp đắt tiền và hàng hiệu tiêu xài chẳng bao giờ cần quan tâm giá cả nhưng sự đời làm sao lại sung sướng được đến thế kế hoạch kinh doanh trong một thời gian ngắn bị đổ bể công ty trên đà phá sản toàn bộ Tòa án thì gọi điện liên tục vì những đơn kiện tụng gay gắt từ khách hàng và chủ đầu tư. Bố mẹ của cô dư vật thí bí, tìm đến xã hội đen yêu cầu vay nặng lãi. Tất nhiên đó là một nước đi cực kỳ ngu ngốc, lãi mẹ để lãi con. Cho đến khi món nợ bằng cả một gia tài kích sổ, mà dù đã bán đi tất cả mọi thứ, nhà cửa xe hơi, thậm chí là bán cả máu thịt của mình, cũng chẳng đủ triệt để cắt đứt mối quan hệ dài dẳng này. Bố mẹ của cô tuyệt vọng và đau khổ kéo nhau lên đỉnh cầu gieo mình xuống sông để tự vẫn. Để lại đứa nhóc mới 15 tuổi cười cút trên cõi đời không người thân thích. Trước khi gia đình cô rơi vào cảnh xa cơ lỡ bước, thì bạn bè vây xung quanh nịnh nọt đu bám dài đến cả hàng chục mét. Những gã trai muốn hẹn hò và lên giường với cô, thậm chí còn nhét thư tình đầy trong hộp bàn ngập tràn mùi hoàng hồng và tử đinh hương. Đúng là bản chất của con người, khi mà người khác gặp khó khăn. Mấy bộc lộ thực sự ra dần những lớp mặt nạ dối trá. Họ bắt đầu xa lánh và diễu nhại khi thấy bộ dạng thảm hại của cô và cách cúi đầu xấu hổ khi mà cô lê bước chân trên nảnh lang dài rằng rặc. Cô thậm chí còn bị ném vào người những thùng sơn màu nhảy nhụa, những quả trứng thối và cà chua đã mốc meo của chính những người trước đây đã cuốn cút theo sau hận không thể nâng khăn sửa túi cho nàng tiểu thư hết thời. Đêm nào cô gái nhỏ cũng thu mình trong một góc ôm đầu khóc nức nở. Cứ cũng đã từng nghĩ đến việc hay là mình chết luôn để tránh khỏi phải đối diện với những con mắt xăm soi và thái độ ghét bỏ của bạn bè trên lớp. Nhưng ý nghĩ đấy chỉ vèo qua như một cơn gió nhẹ. Cô hoàn toàn không dám làm điều gì đó kết liễu chính mình. Chầm rãi cô bé cố đặt hai bàn chân lên sàn và đứng dậy. Giờ đây lại người thấy cái mùi nồng nặc của những cánh hoa huệ đã bị bỏ quá lâu trong bình cắm. Cô chùn mũi rồi vươn tay xuống dưới gầm giường và lôi ra một chiếc vali hầm. Bắt đầu thu dọn lại thật nhiều đồ dùng cá nhân của mình cho vào đó. Cô chẳng muốn ở lại thêm một đêm nào nữa trong ngôi nhà này, nơi mà hình như đâu đó cô cũng thất bại của mình cả. Cô không quen với mùi vị thất bại, rời khỏi đây là điều duy nhất giúp cô không nhìn lại phía sau, để khỏi phải thích mình là một con bé rụt rè nhút nhát mà chính bố mẹ nó chẳng còn yêu thương nổi mà rời bỏ nó đi. Mạc Thanh dùng mình khi mà mở mắt ra, cứ có thể nhìn thấy cả làn hơi của mình. Tiếng sột soạt khô khan của những tờ giấy khiến cho cô chuyển sự chú ý đến quyển sách rơi ở dưới nền. Lúc này những trang giấy đang lật chậm chậm như thể được một cơn gió vô hình thổi qua, rồi chúng dừng lại ở những trang gần giữa, có kẹp một vài bức ảnh chụp nghiêng của một người đàn ông dáng cao gầy và khuôn mặt thu hút. Trái tim của cô đột nhiên đập nhanh và mạnh đến nỗi các giác quan bỗng lờ mờ dần đi. Cứ vô thức người thấy mùi hoa hồng ngào ngạt như thể mình đang ngồi ngay giữa vườn hồng trong một ngày nắng nhẹ. Những trang giấy lại sột soạt vẫy nhanh như những con thiêu thân bay loạn xạ xung quanh bóng đèn và rồi một mảnh giấy nhớ đã ố vàng bắt kịp luồng không khí đang chuyển động, xoay vòng hai lần trước khi rơi ra trên nền nhà, ngay cạnh đôi bàn chân của cô. Tờ giấy nắn nót viết chữ Hứa Huân, 20 tháng 4 năm 2017. Nhà trọ mà cô thuê và chính căn phòng mà cô đang ở, có lẽ trước đây đã từng ghi nhận một chủ nhân khác, là người đàn ông trong bức ảnh trăng hay là người con gái nào đó âm thầm cảm nắng anh và lưu giữ lại những khoảnh khắc lén ghi được trong thẻ nhớ máy ảnh kỹ thuật số. Cô thấy thật tò mò vì anh ta, vì tất cả những thứ diễn ra trong cuộc sống của một người đàn ông trong bức ảnh đó. Rõ ràng thế sao? Chẳng phải hai chàng trai sẵn sàng dâng lên cho cô những tấm thẻ quẹt hàng thoải mái và những xe hơi sang trọng đi đón mọi nơi như ngày cô còn sống trong nhung đùa? mà lần đầu tiên chỉ có một bức ảnh cũ không nhìn rõ chính diện mặt cô đã yêu mất rồi lần đầu tiên. Có người gọi đến và khi cô nhìn vào màn hình nhỏ trên điện thoại để xem danh tính của người gọi thì thấy đó là một dãy số lạ không có trong danh bà. Cô nhìn chằm chằm vào suốt điện thoại ấy một hồi lâu và lắng nghe thêm hai hồi chuông reo nữa cho đến khi nó im hẳn rồi suốt điện thoại cũng biến mất theo màn hình chắc lại bọn xã hội đen gọi đến để đòi tiền lãi hàng tháng chỉ còn mấy trăm triệu nữa cô định sẽ lừa lọc cho đủ số tiền phải trả rồi sẽ cuốn gói mất tâm mất dạng khỏi thành phố Tình một tiếng là tin nhắn từ số điện thoại đó cô khó chịu định nhấn nút xóa ngay nhưng mắt lại đảo nhanh thế nội dung tin nhắn là chỉ đây gọi lại ngay nhé Trịnh Mỹ Dung từ năm 13 tuổi đã bị bắt cóc vào bán và lăn quế phường. Mặc Thanh tình cờ gặp được cô trong một buổi tối không trăng, đang chạy bán sống bán chết để thoát khỏi vòng vây truy lùng của bọn cho vay nặng lãi. Mỹ Dung đứng tựa vào tường châm thuốc hút và thở ra một làn khói xanh nhẹ nhẹ. Đột nhiên thấy nước mưa đọng một vũng trên đất bắn lạnh lạnh lên chân của mình. Dần dữ đưa mắt xuống nhìn thì bắt gặp một cô gái nhỏ áo quần sọc sạch, đầu tóc rối bời đều mắt nhìn quanh giáo giác vô cùng sợ hãi và kinh khiếp mỹ dung chẳng ngạc nhiên gì mấy vì cô đã chứng kiến đủ các thể loại người trong quá trình chạy trốn khỏi xã hội đen cảnh sát chủ nhà cho đến cả mấy đứa con nít chừng tám mười tuổi điều làm cho cô ngạc nhiên chính là không thể hiểu nổi bản thân của mình ngày hôm ấy tại sao lại can dự vào câu chuyện của người khác vì rõ ràng là chẳng có ả à gái điếm nào thích rước vào mình chuyện phiền phức không có liên quan. Chẳng may vận đen đổi đeo bám mất mạng như chơi, cũng không phải là điều quá khó để có thể xảy đến. Mặc thành nhanh chóng ấn nút gọi, mắt trái đột nhiên nháy liên hồi. Sao chị lại gọi bằng số khác? Đầu dây bên kia không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, nhưng hơi thở hồn hển không bình thường cho cô ấy biết Mỹ dùng hình như đã gặp phải chuyện rắc rối hoặc nguy hiểm gì đó. Nghe chị nói đây, bất kể sắp tới chị xảy ra chuyện gì, kể cả là đột nhiên biến mất, em cũng tuyệt đối không được trình báo lên cảnh sát. Cứ coi như chị và em chẳng có liên quan gì đến nhau. Em nhớ chưa? Câu sững sờ khó hiểu trước lời nói đoạn tuyệt thốt ra từ chính người mình mang ơn. Chị sao vậy hả? Nói cho em biết đi mỹ dùng rất khó chịu nhưng cố gắng nói vào điện thoại bằng chất giọng nửa văn nài nửa giản lệnh nhớ lấy cho chị đừng có đề lộ cho ai biết em và chị quen nhau mấy ngày tới ở yên trong nhà đừng có đi đâu cả từ nay về sau không cần phải liên lạc với chị nữa chị xin lỗi mạc thanh nắm chiếc điện thoại ở trong tay lắng nghe tiếng tít tít ở đầu dây bên kia không rõ mình có nên giận dữ hay nhẹ lầm Thật sự là hiện giờ cô không nghĩ rằng mình muốn làm gì với cuộc sống này nữa. Dù là trả nợ hay là ở bên một anh chàng nào đó hạnh phúc đến hết đời. Nhưng mà khi biết đây là ý của người thân duy nhất ngay lúc này thì cô lại khó chịu vô cùng. Chỉ muốn nhảy bổ ngay tới hộp đêm hỏi chị cho ra nhẽ. Hay là tệ hơn mang theo một thái độ bực tức điên người là vào đánh cho chị tỉnh ra và thương ngay lại những lời nói khiến cho cô quản thắt trái tim. Cô gọi lại thêm mấy lần, nhưng bên kia chỉ vọng lại giọng nói thu âm sẵn của nhân viên trực tổng đài. Rốt cuộc thì đang xảy ra chuyện gì chứ? Từ trước đến nay, Mỹ Dung làm việc vô cùng quyết đoán và gọn gàng. Hầu như là mọi lời nói và yêu cầu của cô đối với mặt thanh đều là những lựa chọn thích hợp nhất giúp cho cô dễ dàng sống sót tại thành phố ăn chơi bậc nhất thế giới này. Bình thường Mỹ Dung chẳng phải là kiểu người dễ dàng gây chuyện, hoặc là mắc phải chứng bệnh khó kiểm soát để có thể tạo ra cuộc tranh cãi vật lộn dữ dội với khách hàng hay là những cô nàng đắt khách cùng tụ điểm. Có phải chị ấy đã tìm thấy một cô gái khác xinh đẹp hơn, lừa lọc được nhiều tiền hơn và muốn từ bỏ một đứa mấy năm qua chỉ mang tiền đi trả nợ và chẳng đưa được cho chị một xu nào? Thế là sự giận dữ của cô tan chảy ra thành một thứ rất giống với sự thất vọng chẳng chề sau đó thay vì làm những điều không nên như là cố gắng liên lạc hoặc là chạy ngay đến hộp đêm tìm mỹ dung cô lại leo lên giường trùng chăn kín đầu và đi vào giấc cổ trong ba ngày tiếp theo đó mạng thanh như hòa làm một với cách giường chủ yếu là ngủ cô chỉ bò ra khỏi những lớp chăn mền để trả tiền cho cậu bé giao bánh pizza hoặc là lấy ipod và sau đó là quay về cái kén của mình nên cô có thể đắm chìm trong nỗi khổ sở của chính mình. Tôi thành lọc danh sách liên lạc trong điện thoại di động, sắp xếp lại bộ sưu tập sách theo tên tác giả, thay vì theo tên thứ tự alphabet như trước, rồi tạo nên một bản Excel chỉ dẫn tham khảo cho bộ sưu tập này. Cô còn sắp xếp lại ngăn tủ đựng đồ trang điểm cho theo mùa, nhóm các hộ phấn mắt và son môi cùng bộ với nhau. Nhưng vì lý do nào đó, việc sắp xếp này lại chẳng mang lại cho cô cảm giác hài lòng như nó đã từng luôn luôn mang lại cho cô trước đây ngày thứ tư trong một phút chán nàn mà tv kênh thời sự cô bàng hoàng khi nghe tin được vụ án mạng xảy ra ba ngày trước tại cái lớp mà mỹ dung làm việc nạn nhân mặc bộ body màu xanh nhạt trên cổ nhầy nhụa máu còn lòi cả ra một đoạn xương trắng mà được dùng phần mềm che đi để không nhìn rõ nhưng cô có thể nhận ra người phụ nữ nằm bẹp dí dưới nền đất lạnh đó chính là Mỹ Dung khi mà máy quay chiếu đến cổ tay nạn nhân rõ nét một vết sẹo hình vầng trăng khuyết. Chính là vết thương mà bọn cho vay nặng lãi định chém lên người của cô trong buổi tối trốn chạy trong con ngõ nhỏ phía sau hộp đêm ấy. Chỉ đã đưa tay ra che cho cô một nhát, máu chảy dòng dòng như là thác lũ và chỉ còn một chút nữa thôi thì mất mạng nếu như không có nhân viên cần lắp kịp thời phát hiện được và gọi cấp cứu. Dòng của cô biên tập viên thời sự đều đều như là gõ từng nhịp búa nặng thẳng vào tim của cô. Nạn nhân là một người phụ nữ chừng 30 tuổi, không có căn cứ công dân và chứng minh thân phận, bị hung thủ cầm dao chém một vết sâu trên cổ và nạn nhân mất quá nhiều máu dẫn đến tử vong. Hắn giấu cô trong túi ni lông đen và ấn sâu vào thùng rác, đặt phía cửa sau của hộp đêm, sau khi người gom rác đến di chuyển thùng rác mới phát hiện ra điều này và trình báo lên cảnh sát địa phương Mỹ dùng chết rồi ư? Mặc Thanh cố gắng xóa khỏi đầu óc của mình những suy nghĩ đau thương ấy, cô trượt khỏi sofa và không thốt ra được lời nào. ước gì cô đã không cảm thấy quá thất vọng mà chẳng hiểu tại sao. mặc dù cô với thời gian cô đã biết khá nhiều về những vụ án kiểu này, cảnh sát chẳng bao giờ nỗ lực tìm hung thủ. Vì người chết chẳng phải là một nhân vật có vai vế hay là tầm ảnh hưởng gì trong khu phố. Và rằng nếu mà cơ may bắt được hắn, chỉ cần là một thiếu gia công tử của tập đoàn nào đó thì việc thoát tội trở nên dễ như việc mua một vé tàu đi du lịch. Nhưng bằng cách nào đó, cô vẫn giữ được một mảnh hy vọng còn con ở trong lòng. Bẵng đi một thời gian, trong nhà đã cạn kiệt đồ ăn và tiền chẳng còn lại bao nhiêu nữa cô bắt đầu liên lạc lại với hai chàng trai giàu có nhưng ngốc nghếch kia một là lừa lọc đủ để cắt đứt mối quan hệ đeo bám không buông tha của bọn xã hội đen hai là dựa vào họ để điều tra về cái chết của mỹ dung tìm ra tên sát nhân điên loạn và băm vòng hắn ra làm trong mảnh Các một sự tình cờ mà cho đến tận khi bị bắt giam trong ngục tù tối tăm mạc thành cũng chưa thể tin được điều đó lại xảy ra với mình Thực sự là cuộc đời bất hạnh và khổ đau đến cùng cực. Chuyện là Ireland mời cô đi tham dự một bữa tiệc thượng đỉnh do một nhân vật tầm cứ nào đó trong thành phố mà cô không nhớ tên đứng ra tổ chức. Trong lúc mà anh cầm theo ly rượu đi chào hỏi một số ông lớn trong ngành công nghiệp thực phẩm thì cô đứng bên cạnh chiếc đàn piano sáng bóng ngoài đại sảnh. Ngập ngừng không biết mình có nên chơi lại môn nghệ thuật mà kể từ sau cái chết của bố mẹ chẳng ai còn nghe thấy người ta nhắc gì về những ngón tay ma thuật của thiên tài nhà họ mặc nữa. Nhìn bốn xung quanh không có ai cả. Tốt rồi đúng lúc tâm trạng hỗn loạn và tinh thần mệt mỏi. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống và chơi một bản sonat ánh trăng của bậc thầy âm nhạc Beethoven. Tiếng vỗ tay rào rào vang lên khi mà cô vừa đặt lên phím đàn cuối cùng. Dần mình ngoảnh lại một người đàn ông cao gầy bước đến bên cô thật tuyệt vời lần đầu tiên tôi nghe được một tiếng đàn chất chứa nhiều cảm xúc đến như vậy anh ta cực kỳ quen mắt nhất thời cô lại chẳng nhớ ra là mình đã gặp ở đâu hoặc liệu anh có phải là một người bạn học cùng trường mà ngày trước gây ấn tượng gì sâu sắc với cô hay không nhưng mà vẻ đẹp góc cạnh ấy vô cùng thu hút và quyến rũ khiến cho trái tim của cô đập thình thịch liên hồi và mặt đỏ bừng lên xấu hổ Cô vội vàng đứng dậy ngại ngục nói Xin lỗi đã làm phiền đến anh Mặt thành toàn rời đi Nhưng bị cánh tay rắn chắc đó kéo lại Cô mắt đà ngã vào lòng của anh Một dòng hơi ấm chậm rãi nhẹ nhàng Chảy đều trong ruột gan của cô Rồi đổ sâu vào huyết quản Giống như một con sóng đang vỗ dì rào Đôi mắt ấy nhìn cô đắm đuối Và dịu dàng như một người đàn ông Đang che chờ bảo vệ cho người phụ nữ của anh ta cô cố gắng dẹp ngay cảm xúc rung động ở trong lòng dãy ra khuôn ngực rộng xin lỗi tôi không cố ý anh mỉm cười bước đến gần hơn bằng một giọng khe khẽ tên là hứa huân không biết có thể hỏi quý danh của tiểu thư là gì nghe khẩu âm có thể dễ dàng khẳng định anh ta là một người gốc hoa chính hiệu vì đã sống ở đây hơn mười năm tiếng hán của cô cũng đã hết sức thành thạo và phát âm thì khá giống người bản xứ anh có thể gọi tôi là Mạc Thanh. Đúng lúc đó hai người nghe tiếng giày ra lộp cộp trên góc khuất của hành lang phía trước. Hứa Huân nhìn theo ánh mắt của cô, thấy một người đàn ông ngoại quốc, vẻ mặt lo lắng đang sừng rốt gọi tên của cô. Thanh, em đi đâu nãy giờ vậy? Anh lo lắng lắm đấy. Cô tò mò nhìn Hứa Huân lo sợ như một cô vợ nhỏ bị chồng bắt gặp đi chơi riêng với tỉnh nhân. Đúng, chính là góc nghiêng này, người đàn ông trong tấm ảnh của căn phòng cô đang ở thế giới thật nhỏ bé không ngờ lại có thể gặp anh ở đây trong tình huống bất ngờ xin lỗi em đi ra ngoài tìm phòng vệ sinh mạc thanh theo ireland vào bên trong vừa đi vừa ngoái lại nhìn người đàn ông điền trai còn đang đứng nở một nụ cười tỏa nắng dõi theo cô thêm một lần tình cờ vào một buổi sáng chúa nhật khi cô xách túi rác giấy bóng vỏ lon thả xuống thùng rác ở dưới tầng lầu thì bất ngờ gặp lại anh chàng điển trai ấy cô chắc chắn là anh ta đã đừng sống trong căn phòng của cô vì hứa huân còn đang thả tay trong túi quần trò chuyện với ông chủ nhà những ngày tiếp theo đó anh đến gõ cửa nhà cô nhiều hơn suốt lần cô thay quần áo khi thì kéo cô đi xem một bộ phim chiếu rạp lúc thì lại hứng thú muốn ra biển dạo chơi cô thấy mình quá khó để chối từ vì bản thân cũng thực sự muốn hẹn hò cùng anh phải chăng đó là tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên thông qua một bức ảnh còn không nhìn rõ mặt tất nhiên trong những buổi hẹn hò lãng mạn chuyện xã hội đen đến túm tóc giật đồ của cô không phải chỉ xảy ra một hai lần từ sau ngày gặp anh cô chẳng còn liên lạc gì với ireland và phùng đức quang nữa số tiền còn lại của cô chẳng còn mấy nghìn tệ mặc thành còn nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng Hứa Huân lại bằng lòng giúp tên cô được gạch ra khỏi danh sách đen của những tên côn đồ to lớn. Anh bao bọc che chở cho cô, vừa giống như một người bố, người mẹ, người bạn. Tất nhiên là còn có vai trò của một người bạn trai lý tưởng mẫu mực trong lòng của cô. Tình yêu mà cô dành cho anh không phải vì số tiền anh bỏ ra, mà là vì đây là anh là một người đàn ông duy nhất mà cô chịu chia sẻ vì quãng đời tuổi thơ nghiệt ngã của mình. Thế rồi chỉ sau hơn 3 tháng hẹn hò, hai người quyết định tiến tới cuộc hôn nhân trong thầm lặng mà không hề có sự chúc mừng của cha mẹ hay bất cứ người thân thích nào khác. Hứa Huân có cho thuê một vài bất động sản với giá tầm trung, tiền thuê hàng tháng đủ để cho hai vợ chồng sống một cuộc đời yên bình hạnh phúc. Những tưởng ngôi nhà mơ ước này sẽ kéo dài mãi mãi, cho đến khi đầu bạc răng long hồn lìa khỏi xác, mà thanh thực sự bị số phận chiêu đùa, khi cô phát hiện ra một bí mật kinh hoàng về người chồng hoàn hảo kia. Một ngày thứ bảy nắng nóng thiêu ra bỏng thịt. Cô xách xô nước lên gác xép muốn lau chùi mạng nhện. Và tiền thề dọn dẹp hết những thứ đồ đã bám bụi lâu năm. Trần tay làm đổ thùng cắt tông vì nó quá nặng so với sức của cô. Lời hoài nhặt nhạnh lại đồ đạc vào trong thùng. Cô đặt tay vào một tập tài liệu đã bị niêm phong. Cầm lên thì có vẻ giống như bên trong là một tập thư và một số bức ảnh kỷ niệm cô tò mò mở ra xem hứa huần chụp ảnh chung với một người phụ nữ không nhìn rõ mặt có đoán là người tình cũ vì cái cách cô ấy nép vào khuôn ngực của anh trông thật tự nhiên và thoải mái nội dung các bức thư chủ yếu là những lời tình tứ ngọt ngào cả hai dành cho nhau thỉnh thoảng còn gắn kèm theo một vài hình ảnh độc đáo trông hết sức đáng yêu Cô tùm tìm cười trong vẻ ngoài anh dường như ít nói, thực chất bên trong lại rất giàu tình cảm. Trong túi đồ còn có một chiếc điện thoại di động ấn phím đã bị xếp mè đầu góc máy. Cô giữ nút nguồn không ngờ nó còn hoạt động. Một tin nhắn có lưu tên của một người mà ngay khi màn hình điện thoại vừa hiển thị, cô đã giật mình ngồi ngã ngửa xuống đất. Mỹ Dung Chị ấy là người cũ của Hứa Huân, hoặc là còn có khả năng thứ hai của người trùng tên mặt thôi chắc vậy cô nghiêng về phía sau chính là bởi vì cô không dám tưởng tượng ra hứa huân là người đàn ông mà chị ấy từng tâm sự với cô là lần đầu tiên gặp mặt đã xác định anh là người bạn đời trong tương lai của mình nhưng mỹ dùng mặc cảm về thân phận gái làng chơi quen biết đã lâu mà chẳng dám đối diện trực tiếp ngọn lời yêu đương chỉ có thể thổ lộ qua những bức thư viết tay theo một phong cách cổ điển mạc thành có thời gian đã gặng hỏi chị về thân phận của người đó nhưng nhận lại vẫn là cái cười bí ẩn và câu nói hứa hẹn của mỹ dung chờ khi nào anh ấy cầu hôn chị chị sẽ nói cho em biết đọc được nội dung tin nhắn của hai người ngay cả tin hộp đêm nơi mà chị làm việc cũng được nhắc đến thường xuyên trong lòng của cô dâng lên một cảm xúc chẳng biết gọi tên vừa xót xa vừa đau đớn vừa thất vọng vừa bi thương. Ngày 12 tháng 3 năm 2018, anh đang ở đâu? Anh đến Zero Club rồi, em xuống đây đi. Ngày 13 tháng 3 năm 2018, anh mệt sao hôm nay không thấy đến tìm em? Không phải anh có chuyện đột xuất phải ra sân bay, em nhớ anh sao? Vâng, em sắp tan làm rồi, em qua chỗ anh nhé. Dùng anh không muốn em làm công việc đó nữa Em nghỉ đi anh nuôi em Em cần giúp em gái nhỏ sắp được rồi Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa Em sẽ kiếm đủ số tiền ấy anh chờ em được không Em cần bao nhiêu anh không muốn em phải vất vả nữa Hứa Huân số tiền em muốn kiếm thực ra là để cho con bé có thêm một số vốn làm ăn, không phải lang thang lừa lọc khắp nơi nữa. Em chỉ có nó là người thân duy nhất trên cõi đời này, nếu mà dùng tiền của anh em sợ mình sẽ bị phụ thuộc Chỉ hai tháng nữa thôi Không có tin nhắn gửi đi thể hiện thái độ đồng ý hay từ chối Có lẽ anh bận hoặc anh không muốn trả lời tin nhắn này Ngày 14 tháng 3 năm 2018 Mỹ dùng gửi rất nhiều tin nhắn nhưng mà không nhận được hồi âm Hứa Huân sao anh không trả lời em Anh giận em đấy à Anh không yêu em nữa sao Chỉ hai tháng thôi em hứa đấy ngày 15 tháng 3 năm 2018, chính là cái đêm mà Mỹ Dung gọi cho cô một cuộc điện thoại với những lời lẽ bất thường và hơi thở hồn hển đầy khó nhọc. Hứa Huân trả lời em đi. Người phụ nữ của tôi làm sao có thể ngày ngày đều trèo lên giường của người khác. Chúng ta không thể ở bên nhau được nữa. Tôi không thể chịu đựng thêm. Anh đến hộp đêm đi chúng ta thẳng thắn nói chuyện. Trước khi gặp tôi cô có thể tùy hứng nhưng đã chấp nhận ở bên tôi cô không được qua lại với bất cứ một ai gặp cô bây giờ chỉ khiến cho tôi nổi giận sau này đừng liên lạc với nhau gì nữa em gái em rất khổ sở em không thể bỏ mặc nó hứa huân anh đến đây đi em xin anh hai tháng khỉ gì chứ thêm một ngày tôi cũng không chịu được tôi sẽ giết cô nếu cô còn dám nhắc đến chuyện đó kể cả đứa em gái mà cô nói vẫn là ngày 15 tháng 3 năm 2018, 11 giờ 49 phút, ngay khi Mạc Thanh vừa gọi lại cho Mỹ Dung và nhận lời yêu cầu đoạn tuyệt quan hệ. Hứa Huân, em không trách anh, chính anh tiến em cũng không đến nỗi tệ. Chẳng còn một tin nhắn nào nữa, tất nhiên chẳng còn một Mỹ Dung gái làng chơi, hóa ra lại hy sinh thân mình để bảo vệ, che chở cho một người chẳng hề quen biết. Thực ra thì sau cái chết của chị, Mạc Thanh đã lân la đến hộp đêm tìm hiểu thêm thông tin, một số người làm nói hôm ấy thấy một người đàn ông lôi mỹ dung sành sạch từ trong phòng ngủ ra ngoài trên người của cô chiếc váy xanh nhạt trong lúc rằng co còn bị xé rách vài chỗ hắn hình như là người tình của cô nổi giận thích cô đang trong phòng với một tên béo khác đánh hắn trọng thương rồi kéo cô ra mà chửi rủa lớn tiếng sau đó thì họ đi đâu cũng chẳng ai trông thấy cả chỉ biết là ba ngày sau thì khi tìm được xác của cô trong thùng rác người kia có chứng cứ ngoại phạm và Mỹ Dung lại chẳng phải là người bản địa ở khu vực này. Vụ án dần đi vào dĩ vãng. Thế mà bây giờ người vô tình nhận được ơn cứu mạng nhiều lần lại báo đáp cô ấy bằng cách lấy kẻ sát nhân làm chồng và thương yêu hắn mỗi ngày. Mặc thanh hận bản thân của mình đến chết cũng chẳng thể tha thứ. Gã sát nhân với bề ngoài đạo mạo và cái cười trí mạng chẳng ngờ được kỳ thật lại là một kẻ khủng điên chính hiệu một tiếng động vang lên chìa khóa cha vào ổ hung thủ giết người đã trở về mặc thanh gạt nước mắt chảy xuống lầu giả vờ bình tĩnh hứa huân anh uống say sao người toàn mùi rượu kia kìa chẳng thể nào phủ nhận dù trong trạng thái say mềm như con sâu rượu hắn vẫn đẹp trai chết người nhưng trái tim của cô đã chết hắn chẳng còn cơ hội khiến cho cô dù lòng thương anh vừa gặp lại một người quen cũ uống hơi quá chén thì cô tránh được những cái vồ của hắn trong cơn say bí tỉ Nhưng sau cùng hắn cũng dồn cô đừng vào góc nhà Hơi thở của hắn nồng nặc mùi rượu Bàn tay của hắn lần mò trên thân thể của cô khiến cô buồn nôn Cô đẩy hắn ra hắn dựa lưng vào tường mà tiếp ngủ Cô lay lay hắn không nhúc nhích Mặc thích nhẹ nhàng trở lại bếp Đến bên bàn để dao Mà ngăn kéo cho một con dao lớn nhất sắc nhất Đóng ngăn kéo lại cô đến cạnh chồng giữa con dao cần nhắc đánh đo đâm hay là chém cách nào hay nhất đây cô nhớ lại có một lần chị mỹ dung đã tâm sự về cái nghề đau khổ này thứ nhất không giết người thứ hai không trộm cắp cũng chẳng phải phá hoại hạnh phúc của gia đình ai tình một đêm là do bọn đàn ông tự tìm đến em nhớ đấy luôn phải để cho mình một đường lui bất đắc dĩ nếu mà lỡ làm hai chuyện sau tuyệt đối không được đụng đến tính mạng của người khác phải chăng đó là sự nhận thức về cái khó và làm thế nào để thủ tiêu xác chết có lẽ nhưng mà đúng hơn có thể đó là ý nghĩ thình lình xẹt qua trong trí nhớ của cô ý nghĩ rằng chính cô đứng trước vành móng ngựa nhận án tử hình những kẻ sát nhân ít ai có thể thoát được tội cô lại chẳng phải là người có thế lực hay là mối quan hệ rộng rãi cô chẳng có kế hoạch nào để che giấu tội ác của mình cũng chẳng có chút hy vọng nào cô sẽ vượt qua mặt được nhà chức trách nếu cô giết người cô không có được sự khôn ngoan đó vậy thôi chậm chậm mặc thanh hạ con dao xuống cô không thể giết hắn nhưng mà cô phải làm cách nào đó khiến cho hắn phải trả giá về tội ác của mình hình ảnh nhảy nhụa máu đẫm ướt cả một vùng của mỹ dung mấy năm về trước bây giờ ám ảnh tâm trí của cô hắn là đáng phải chịu hình phạt thích đáng phải làm sao đây cô nên đánh cho hắn bầm sưng nhừ thịt và cắt bỏ một phần nào đó trên cơ thể ấy. Thế như vậy thì là quá dễ dàng cho hắn, hay là nhốt lại và hành hạ tiên sát nhân cả về thể xác và tinh thần. Đúng, nhốt lại. Đằng sau căn hộ của hai người là một nhà kho cũ dùng để chứa làm dụng cụ làm việc và đồ cũ hỏng. Trong nhà kho còn có một kính cửa dẫn xuống hầm để mà rượu phía dưới. Nhốt hắn ở đó sẽ chẳng ai biết được. Cô nhìn đăm đăm gã say rượu, có lẽ cô vô cùng ngạc nhiên khi mà nghĩ rằng mình có thể kéo được thân sắc nặng nề của hắn ra khỏi nhà bếp này, xuống nhà kho đưa vào hầm. Nhưng bây giờ cô chỉ nghĩ rằng bản thân cần phải làm gì đó. Hứa Huân ghét cự mình một hai lần trong cuộc hành trình gian khổ đó, thế nhưng hắn không tỉnh lại nổi trong cơn say chết người của hắn. Khi đưa được người chồng xây mềm vào trong cái hầm rượu đó, người cô cũng ướt đẫm mồ hôi và sức lực như cạn kiệt. Trong hầm có một tấm ván lát sàn, hai bên đặt hai tủ rượu toàn những thương hiệu hào hạng nổi tiếng. Mạc Thành bước lên cầu thang từ hầm nhà kho, tìm cái xích sắt dài chừng 2 mét, cầm búa đóng chốt lịch kịch vào tường cho đến khi ngập hẳn, rồi khóa một tay của hắn lại như biện pháp để kiềm chế một con thú hoang. Cô đóng cửa hầm lại, có một ổ khóa lớn móc ở then cửa. Cô bấm ổ khóa mang chìa treo ở chiếc đinh cạnh cửa ra vào nhà kho, và bỏ lên trên nhà. Nếu như đứng đủ cao sẽ phát hiện ra áng mây tía lấp ló ở nơi cuối chân trời, khi nóng hừng hực tạt vào mặt, nhưng nơi này giống như là một thế giới khác, ngăn cách với thế giới thường bởi một lớp kết giới trong suốt vô hình, xa xôi vô tận mãi chẳng thấy đích. Nếu như bị nhấn chìm ở một nơi sâu nhất của bóng tối, hắn sẽ biến mất một cách cô độc lặng lẽ, cũng không có ai nhìn thấy được bạn nỗi sợ hãi lớn nhất trên thế gian chính là như vậy không phải là đẫm máu cỡ nào tàn khốc cỡ nào và đau đớn cỡ nào mà là khi hắn đang sợ điên cuồng gào thét đang cầu xin sự giúp đỡ hắn muốn liều mình thoát khỏi nhưng lại tốn công vô ích giống như là rơi vào một cơn ác mộng kinh khủng một ảo giác kỳ dị hay giống như là bị thây ma vây kín trong một bãi tham ma chỉ có một mình hắn một mình hắn nếm trải nỗi cô độc và tuyệt vọng vài ngày đầu sẽ là những ngày ồn ào ghê gớm và dĩ nhiên may mắn là căn nhà quá biệt lập cho nên tiếng gào thét phẫn nộ của hứa huân sẽ không ai nghe thấy hầm rượu lại sâu dưới lòng đất âm thanh càng khó thoát ra ngoài ba ngày sau mạc thanh mới xuống hầm hắn đang nằm thở nhè nhẹ đói khát và kiệt sức nhưng mà nhìn thấy cô hắn trộm lao tới nhưng bị xích sắt giật ngược lại bật mạnh vào tường để đau đớn mạc thanh cô điên rồi sao mau thả tôi ra Nhìn hắn dên gì khó nhọc Cô cứ tưởng lòng của mình sẽ nhẹ nhõm Vui vẻ hà dạ ít nhiều Nhưng sao mà tim đau nhói Mỹ Dung anh còn nhớ chứ Vừa nghe thấy cái tên Thì kẻ sát nhân bất giác lùi lại sững sờ Rồi ngay lập tức hắn cười lên một tiếng Tôi hiểu rồi Cô là em gái của A à đàn bà thối đó Những ngón tay run rẩy Bấu lấy sàn gỗ chắc chắn của cái hầm mặc cho thanh dừng lại vài cách hắn khoảng một cánh tay đặt xuống đất một cái đĩa đồ ăn và cốc sữa nóng cô lấy một cái cây gậy gần đó đẩy chúng vào bên trong đồ khốn sao cô không giết luôn tôi đi mặc thanh không trả lời định bỏ lên nhà và đóng sập cửa lại đến bậc thang cô bất ngờ dừng bước chậm rãi hỏi chị ấy thực sự là do anh giết sao hứa huần nhổ tẹt một bãi nước bọt mà nói tôi bảo không cô sẽ cười trói cho tôi sao đúng là cùng một ruột với nhau cả cô lấy tôi chỉ vì tiền chứ gì tôi cho cô hết màu tháo thứ đồ chơi này ra tôi hứa sẽ không làm hại gì đến cô cả thế cô chẳng có phản ứng gì hắn càng thêm lo lắng và bối rối nghe này mặc thanh anh rất yêu em em biết mà anh thề sẽ không bao giờ uống rượu say nữa sẽ yêu thương em đến hết cuộc đời này những chuyện đã qua chúng ta đừng nghĩ lại em cũng đâu có thể giam cầm anh mãi như thế này đúng không Đôi mắt xanh biếc của cô nhìn thẳng vào mắt của hắn không hề run rẩy. "Đúng vậy." Hắn kinh ngạc lắp bắp, "Sao, sao cơ?" Cô bình tĩnh lặp lại lời nói của hắn. "Đúng vậy, tôi có thể giam cầm anh ở đây mãi. Tôi có thể và tôi phải làm như vậy, vì tôi không dám giết anh, tôi làm sao có thể tha thứ cho anh chỉ bằng một cái chết dễ dàng và nhanh chóng." "Tôi muốn anh phải ngày ngày sống trong địa ngục không thấy ánh sáng mặt trời." cho đến cuối cuộc đời cũng chẳng có được tự do. Hắn bàng hoàng một lúc rồi la lên, không phải là tiếng kêu thét giận dữ điên cuồng nữa. Người ta sẽ biết là tôi mất tích, cô không hiểu điều đó sao? Khi họ tìm ra tôi cô sẽ bị bắt đồ ngu. Vẻ buồn bã cô nhấc gót tắt đèn và đi lên. Đến đầu cầu thang cô đóng cửa nhẹ nhàng nhưng mà kiên quyết trước lời van xin của hắn. Sau một thời gian dài như vậy mà hắn vẫn không hiểu là người ta sẽ chẳng bao giờ để những con thú hoang được thả rông. Chẳng có gì phải lo lắng, âu sầu cho những con cọp, sư tử hay là cá sấu ở trong sở thú. Cũng chẳng có gì phải nghi ngợi vì vẻ hiền lành thuần hóa như là rất sợ con người của chúng cả. Chỉ có điều là không được cho chúng tự do. Hơn một tuần trôi qua, căn hầm bốc lên mùi hôi thối tanh tươi của nước tiểu và phân người. Mạc Thanh đục một lỗ tròn trong góc hầm đào sâu xuống dưới được một chiếc hố lớn cô bắt đầu vòi xịt rửa căn hầm đầy những thứ bẩn thiểu xuống lỗ sắc bột thơm làm sạch cho căn hầm rượu tên tù nhân không được tắm rửa người hôi rình lên như chuột cống mặc thanh chẳng quan tâm miễn là hắn không chết đói làm gì có ai chết vì bẩn cô nghĩ như vậy hắn trước giờ luôn bày ra bên ngoài vẻ chìn chu bóng bẩy hút hồn thế mà nay rơi vào tình cảnh nhiều tuần nhiều tháng chẳng động đến một giọt nước tắm dầu tóc dài lờm chờm trông như người rừng hoang dã thực càng ngày càng giống như một con thú hơn là con người và những ngày cuối tuần đẹp trời mặc thanh dám mở cánh cửa phía trên hầm tức là cái nắp trên mặt đất ở ngoài vườn cho tiền sát nhân được hưởng hít trời trong lành và cô sung sướng khi thấy hắn đứng bật dậy lại ngay dưới cửa sổ hít những hơi dài của không khí ngoài bầu trời tự do đôi lúc hắn với tay nhảy lên nhưng vô ích vì ô cửa sổ khác cao và dẫu có với tới thì cửa cũng chỉ nhỏ vừa thân người phụ nữ đôi lúc hắn nhón chân cố giếng cổ nhìn ra ngoài nhưng vô vọng thời gian dần trôi qua hứa huân bớt chửi bới và đe dọa hắn nghĩ những mẹo lừa lọc khác hắn nói với cô đây chỉ là vấn đề thời gian những người muốn bất động sản của hắn sẽ biết khi thấy hắn không còn đúng hẹn đi thu tiền nhà hơn nữa cô có thể nhốt hắn như vậy mãi được sao? Làm sao cô sống mà không bị dị nghị? Cô kiếm tiền bằng cách nào? Những câu hỏi của hắn không làm cho cô lo lắng. Vậy có nghĩa là cô đã nghĩ đến những vấn đề đó? Đúng như vậy. Cô đã liên lạc với những người thuê nhà, chủ động miễn cho họ tiền nhà nửa năm. Nói với họ rằng cô rất xin lỗi khi hai vợ chồng đã có kế hoạch sửa sang và bán lại ngôi nhà ấy. Sau nửa năm họ sẽ phải rời khỏi đây Dạo này kinh doanh bất động sản vô cùng lợi lãi, làm gì có ai mà không tin cho được. Thế là tất cả những người thuê trúc ở, người mà gã đàn ông đang bị giam cầm hy vọng là sẽ làm dùm beng về sự biến mất của hắn đã lặng lẽ cho hắn vào quyền lãng. Cửa cũng tự xin và làm nhân viên thu ngân của một siêu thị lớn, tiền lương tháng đủ để chi trả sinh hoạt cho bản thân và đồ ăn thức uống cho con thú ở dưới hầm cô thường dành những ngày nghỉ đi dã ngoại một mình hoặc là đi hái dâu rừng sai trái ngọn lịm chưa bao giờ cô hạnh phúc như thế ban ngày chẳng thèm đếm xỉa ban đêm mới mang đĩa đồ ăn và ly nước xuống hầm nhưng nếu cứ bỏ mặc hắn như vậy trong những tháng mùa đông thì thật là không ổn vì hắn đã thay đổi nhiều hắn thường nắm sợi dây xích giật thật mạnh thường khua những cái dĩa sắt ẩm ý thường kêu gào ghê sợ một đêm nọ khi mà đem đồ ăn xuống cho hắn cô thấy hắn đang dựa lưng vào tường thở gấp run rẩy hắn nhìn cô một giọt nước mắt lăn trên má đọng trên bộ râu gớm ghiếc của hắn rồi những giọt nước mắt cứ nối tiếp nhau rơi còn thú hoàng đang khóc mà nói mặc thanh anh xin em anh đã biết lỗi rồi anh nhận sai tất cả là lỗi của anh thà em cứ giết chết anh còn hơn giày vò nhau mãi như vậy em vẫn còn yêu anh đúng không mặc thanh thật nực cười tiên sát nhân mà lại biết khóc sát nhân mà lại đi văn xin người khác kết liễu cuộc đời của mình. Mắt của cô long lanh ngấn lệ, trải qua biết bao nhiêu là câu chuyện nghiệt ngã, trái tim của cô đã trở nên đa sầu đa cảm. Trong lòng dấy lên một niềm thương hại vô bờ đối với sinh vật ở trong hầm. Thật khẽ khàng cô đặt những đĩa thức ăn xuống sàn. Xin lỗi tôi không thể thả anh. Ăn đi, nhưng ngày mai tôi sẽ mang cho anh nhiều món ngon. Cô thấy cuộc đời của mình, thế giới của mình đang sống mới buồn làm sao. Cô thường còn thú khốn khổ đó quá. Phải chi cô làm được gì đó để xoa dịu nó. Nhưng làm gì bây giờ? Rất nhiều lần sau này cô đã nghĩ đến điều đó. Mỗi khi thấy thương xót hắn, nhưng mà cô vẫn không thể làm được. Dĩ nhiên cũng có những lúc khó khăn, chẳng hạn như những lúc mà hứa huân bị ốm. Thật là cực hình cho cô khi mà hắn kêu gào đòi mời bác sĩ, giờ hắn hiểu rằng chuyện đó là không thể được mặc thành cũng không biết làm gì ngoài việc cầu nguyện thế mà lời cầu nguyện của cô lại được đáp lại hắn đã hạ cơn sốt không còn riêng gì, gì rồi đỡ dần lại có một ngày mùa đông giá rét mà chính cô ốm nặng cơ thể đã mệt mỏi đến thở cũng khó khăn cô chẳng thể lết được đến bệnh viện để điều trị thuốc thang trong nhà cạn kiệt đã lâu cũng không mua về dự trữ nếu gọi bác sĩ đến thăm khám tại gia cơ sợ con thú hoang dưới hầm kia sẽ nghe tiếng người mà gào thét gây nên sự chú ý nhà kho thì nằm khá gần phòng ngủ của cô âm thanh có khả năng vọng lên trên nhà cô đành cố nhắm mắt mà nằm ngủ một chút có lẽ khi tỉnh lại sẽ thấy đỡ hơn và chẳng cần phải thuốc thang gì nữa thời gian trước cô đã từng ốm vặt rất nhiều lần vì không có tiền thuốc thang cho nên đã chịu khổ sở đau đớn dài ngày trong tình trạng giờ sống giờ chết cuối cùng thì vẫn vượt qua được đấy thôi cô tin mình có thể chịu đựng được nhất định là như thế một ngày hai ngày rồi ba ngày dần trôi qua cơ thể của cô vẫn chẳng khá hơn được chút nào bụng đói meo và cổ họng thì khô khốc đúng rồi còn hứa huân hắn một ngày chỉ được ăn duy nhất một bữa tối trong ngày nay lại đã ba ngày mà cô không thể mang đồ xuống hầm gì cả hắn liệu còn trụ được hay không, còn sống hay đã chết. Buổi sáng ngày thứ năm trời ấm lên trong tuyết chẳng còn rơi nữa, cô thấy cơ thể của mình cũng khá hơn được một chút dù còn rất mệt. Cô nấu vội tô mì cùng quả trứng gà, cô lết thân xuống hầm đầy cho kẻ tù tội. Mắt của hắn nhắm nghiền lại, không nghe thấy tiếng rên gì, gì nữa, hắn mệt cho nên ngủ sao. Cô cầm cây gậy chọc nhẹ và người của hắn không có phản ứng gì cả hắn ngủ say đến thế ư cô tiến lại gần vô linh khuôn mặt đen đúa lay gọi cơ thể của hắn lạnh như băng hắn giả vờ không biết gì sao cơ mất kiên nhẫn dùng sức đá vào chân của hắn hứa huần vẫn nằm im bất động cô hoảng hốt gọi tên của hắn đã hơn 10 phút mặc thanh đưa ngón tay dưới mũi kẻ sát nhân không có hơi thở hắn chết rồi sao khỉ thật đó cô không hề muốn bỏ đói hắn đến chết gặp lại nhìn thiết bộ dạng ốm yếu dã rời này của hắn thì cô thậm chí còn cảm thấy có chút gì đó xót xa dâng lên ở trong lòng và lẫn cả tự trách và áy náy những ngày qua là những ngày rét đậm nhất trong mùa đông nhiệt độ âm khá thấp dưới hầm rượu mùa hè nóng mùa đông lạnh do mấy ngày ốm nặng cô không thể đem thêm chăn bông xuống cho hắn thực ra thì cô vốn không biết hứa huân chết đói hay chết lạnh nhưng quả thật tim của hắn không còn đập nữa. Nếu cứ để cái xác này ở đây mãi, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc và có thể chính bản thân cô chẳng còn thể nào ngửi nổi nữa. Cô tháo khóa xích cho hắn kéo hắn ra ngoài đầy khó khăn. Đào một chiếc hố sâu ở ngoài vườn, sau đó nhanh chóng lấp đất lại, phẳng lì y như lúc ban đầu. Thế mà chẳng hiểu nguyên cớ ra làm sao, từ sau khi hứa huân chết, cô đêm nào cũng nằm mơ ác mộng. Do cô vẫn còn nhung nhớ về những kỷ niệm tươi đẹp trước khi bị phát hiện ra sự thật Hay là trận ốm bất ngờ cướp đi mạng sống của hắn Khiến cho cô dày dứt khôn nguôi Khẩm làm sao cô dám dày dứt Hắn đáng phải chịu tội lỗi do mình gây ra Cô đã cố hết sức rồi Nhưng đây chính là số mệnh do ông trời định đoạt của hắn Trong hơn một tuần cô không bước chân ra khỏi nhà Ngày nào cũng gọi thức ăn ở bên ngoài Ngay cả đồ dùng hàng ngày cũng mua qua mạng thanh toán trên mạng để rồi nhân viên bán hàng giao đến tận nhà. Không biết là cố tình hay vô ý, cô rất hạn chế tiếp xúc với bên ngoài, rất sợ đêm đen. Tuy nhiên kỳ lạ chính là trong 7 ngày này, mọi thứ đều bình thường. Ngoài trừ cô nằm trên giường hết ăn rồi lại ngủ, hết ngủ rồi lại ăn. Cân nặng tăng thêm một ký thì cũng không có chuyện gì đáng sợ xảy ra. Sang đến ngày thứ 10 sau khi tan làm về nhà, thì vẫn là cái đêm đen dài rằng rạc đó. Cô tự nhiên thích chuồn chân, cảm giác trong nhà có điều gì khó nói. có một tiếng thở nhẹ nhàng vang lên sau tai trái của cô, gần trong găng tất như đang kể sát bên tai. Nó tựa như là một tiếng thở dài yếu ớt, lại tựa như có thứ gì đó đang phả hơi vào người của cô. Cô hoàng sợ chỉ cảm thấy tim đập như trống vỗ, máu toàn thân như bị rút hết, trong lòng trào dâng nỗi sợ hãi tột cùng, bức bách khiến cho cô khó thở. Ngay cả trái tim cũng nổ tung như pháo hoa muốn lao ra khỏi lồng ngực. Sau đêm hầm hầm vừa nhấp nháp xen lẫn không khí ngột ngạt pha lẫn tanh tưởi khiến cho người ta bất giác buồn nôn. Cô hơi nghi ngờ vừa định tiện tay mở đường dẫn danh sách người gặp khách hàng thì cảm giác bị kim châm ở chỗ sâu trong óc bất chợt mạnh mẽ và đau đớn. Cơn đau kịch liệt đột nhiên xuất hiện khiến cho cô kêu lên một tiếng thảm thiết cô ôm lấy đầu ly nước trái cây trong tay đổ xuống bàn phím đông lúc nhấn phải nút tắt nguồn trên máy vi tính lúc này mạc thanh không cảm giác được bất cứ một điều gì hay là vật gì xung quanh toàn thân của cô chỉ có một cảm giác đau một cơn đau không cách nào mà hình dung nổi giống như trên đầu của cô có một chiếc máy khoan điện nó đang dò dò khoan thùng xương sọ của cô Mỗi khoan sắc lạnh xoay quay tròn như là muốn khoan sâu vào đầu của cô vậy Cô thấy đỉnh đầu của mình xuất hiện một cái khe, có một chất lòng màu đỏ tươi tuôn trào. Cô sợ đến mức cuống cuống đưa tay lên bịt vết thương đó lại, cố gắng ngăn cản nó tét ra. Nhưng càng lúc cô lại càng hoảng loạn hơn, cô thấy có một người đàn ông nhếch nhác đang nhào về phía của mình. Sự sợ hãi khi mà cần kề cái chết còn lớn hơn cả nỗi tuyệt vọng. Nỗi sợ hãi ấy truyền đến tận đáy lòng của cô. Ta cảnh cáo ngươi đừng có mà tiến đến đây, Cô hét lên chói tai Hai tay khuôn lung tung mà người đàn ông kia vẫn lào đảo tiến đến Sa thịt trên mặt của hắn ta đen nhuốc Để những vết bẩn bám đen kết lại Hứa huần đứng trên cầu tựa như đang treo một nụ cười độc ác Đôi mắt sáng quắc đến mức đáng sợ Nhất là trong mắt trắng Gã đàn ông lồng lá kia tóm lấy cổ tay cổ cô Cô thở dồn dập ra sức dãy rủa. Nỗi sợ hãi thiết chặt nơi cổ họng khiến cô không la lên được Đừng lúc này trong tiếng hỗn loạn có một nhạc khúc quen thuộc bỗng vang lên. Mặc thanh giật mình tỉnh lại, một cơn đau đột ngột xuất hiện khiến cho cô cúi đầu xuống. Hoàng sợ phát hiện ra trên tay của mình hiện đầy những vết đỏ còn rơm rớm máu. Chuyện gì đã xảy ra? Bản sonat ánh trăng của Beethoven, tiếng đàn dương cầm thánh thoát như dòng suối mắt trong ngọn lửa. Nó vô biên vô hạn, cảm giác đau đớn nhưng không bao giờ có thể dừng lại lập tức biến mất đó là tiếng chuông điện thoại của cô. Quái lạ, giờ này cô chẳng đặt đồ ăn gì cả. Siêu thị cũng chẳng có việc gì mà gọi đến lúc nửa đêm. Rốt cuộc là ai gọi chứ? Cô mệt mỏi đi tới bàn làm trang điểm, nhắc điện thoại lên xem. Trần tròn mắt giật mình vừa vứt ngay xuống đất. Hứa huân là số điện thoại của hứa huân, sao có thể chứ? Bản nhạc vốn dĩ nghe vô cùng bắt tai, nhưng ra lúc này cô lại cảm thấy nó ghê sợ đến vậy? Điện thoại của hắn cô đã tắt nguồn tháo sim Không thể nào bây giờ liên lạc được với cô Lẽ nào hắn còn sống Không thể Nếu hắn còn sống chỉ e là giờ này Người nằm trong hầm rượu đổi lại chính là cô Vậy thì ai gọi chứ Tiếng chuông lại văng lên chừng mấy giây rồi im bặt Điện thoại trượt rung có tin nhắn đến Mặc thanh càng kinh hãi hơn khi mà nhìn thấy nội dung thư Bây giờ đến lượt cô Thế là có ý gì Ai đã bày ra trò chơi độc ác này Ngoài cô ra chẳng còn ai tiếp xúc với hắn trong vòng 3 năm qua Có lẽ nào hồn ma của hắn quay lại báo thù cô không Trong lòng phiền muộn đứng ngồi không yên Căn nhà ấm áp đáng yêu của cô bây giờ lại đang lộ rõ vẻ trống vắng Cô đơn lạnh lẽo đến mức nhốm màu u ám Như thế trong góc tối căn nhà đang ẩn giấu thứ đồ lạnh lẽo nào đó mà cảm giác như thiêu đốt cùng với cơn đau như là cào xé trên cổ tay khiến cho cô không thể nào chịu đựng nổi. Vội vàng uống vài viên thuốc giảm đau, chắc hẳn là do thuốc có tác dụng phụ gây buồn ngủ. Cô nhanh chóng mê man chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Hôm sau một nhân viên nhờ cô làm giúp ca tối vì có chuyện đột xuất, cô không do dự mà nhận lời ngay. Cô hơi sợ về nhà, sợ sốt điện thoại kia lại gọi đến thêm một lần nữa trong đêm tối. Cô đã tính sau khi nhận được lương tháng này sẽ rời khỏi Trung Quốc để trở về quê, sắp một cuộc đời giản dị và chân phương không bon chen với đời. Sắc trời mà tối tự nhiên lập bị khói đen bao phủ, không thể nhìn thấy rõ mọi vật. Càng kỳ lạ là xung quanh yên lặng khác thường, gần như là lạnh ngắt như tờ. Không đúng cho dù ở tầng năm nhưng mà cuộc sống thường ngày vẫn luôn huyên náo. Sao hôm nay lại giống như đang ở trong phần mộ tách biệt phía bên ngoài vậy? có tiếng sột soạt bên những kệ để hàng trong thoáng chốc cả người của mặc thanh liền sờn cả gai ốc mà trước khi phát giác ra được mình đang làm gì cô đã đập mạnh một phát vào tường gần như theo bản năng tiếng vang lanh lành đột ngột như vậy đèn cảm ứng trong hành lang lập tức sáng lên đúng là không có ai hết cô thầm thở hắt ra nhưng mà lúc này trên vách tường hành lang đối diện có một cái bóng đen thui thu hút sự chú ý của cô nó mang hình người tuy mơ hồ nhưng vẫn nhìn ra được đó là một người đàn ông. Nhưng mà màu sắc rất đậm, càng lúc càng đậm. Khi nó dần rõ nét thì đột nhiên cử động. Trong hành lang không có ai, nhưng mà chiếc bóng trên vách tường lại như một vật sống tồn tại độc lập, chủ động nhích đến gần Mạc Thanh. Một bước lại một bước, Mạc Thanh cứng đờ cả người, cả người như bị đông lại, hoàn toàn không thể cử động. Tim đập như chống dục, chậm chạp nhưng gõ từng nhịp nặng nề lên lồng ngực của cô. Cô chưa mắt nhìn chiếc bóng đi đến, nó dừng trước mặt của cô đưa tay ra bắt lấy cô. Bất giác cô dốc sức lùi về phía sau và đóng sầm cửa ngăn cách của quầy thu ngân. Nhưng thứ cô muốn ngăn chặn lại không phải là thực thể mà là một chiếc bóng. Dưới khe cửa chiếc bóng như dòng nước im ắng nhanh chóng len vào. Lần này nó không bám lên vách tường nữa mà là mặt đất. Giờ đây Hàn Băng đã hoàn toàn bị nỗi sợ hãi khống chế ở trong đầu. Trong cơ thể, trong ý thức của cô chỉ có một chữ đó là chạy. Cô nhảy lên bàn thu ngân lao ra ngoài, chạy loạn khắp siêu thị như bị phát điên. Chiếc bóng đó lại như một cơn sóng màu đen. Nó theo sát phía sau, tựa như là muốn nuốt chừng cô vậy. Một tấc, hai tấc, nó càng lúc càng đến gần. Bất kể mặt thanh có thay đổi góc độ nào cũng không thể cắt được đuôi của nó. Ngược lại lúc nó dần dần bao trùm lên chiếc bóng nhạt màu của cô Cô gái nhỏ chỉ cảm thấy một lực hút mãnh liệt Chiếc bóng của mình như là bị móng ma kia cuốn đi mất Ở một tiếng mặt thanh bị vấp vào một trong những kệ chữ hàng ngã sóng xoài trên mặt đất Cổ tay của cô bị thương chạm vào sàn nhà Cơn đau buốt khiến cô chẳng mở mắt Cô đang ngồi trên ghế nhòi người lên gục ở quầy thu ngân Trời vừa sập tối không có âm thanh lạo xạo không có bóng đen có điều trong mũi cô dường như còn sót lại một chút mùi hôi thối tanh nồng kỳ lạ lẽ nào đây là ảo giác do cơn ác mộng để lại lẽ nào là cơn đau đầu đột ngột xuất hiện lúc xế chiều khiến cô rơi vào ảo giác người đàn ông chết đói kia đã đi vào giấc mơ của cô nhưng nếu là ảo giác thì vết thương trên tay là sao mặt thanh long mồ hồi lạnh ở trên trán cảm giác thấy miệng của mình khô khốc cô quay người lại bước xuống định rót cốc nước uống nhưng chân vừa mới chạm đất thì bỗng một cảm giác gì đó không đúng rất bình thường có một đôi mắt đang nhìn cô tại một góc khác ở trong phòng nó âm thầm quan sát cô thật lâu rất kiên nhẫn rất yên lặng chỉ chờ khoảnh khắc cô phát giác sẽ lao đến giết cô ngay cơn lạnh lẽo từ lòng bàn chân của mặc thanh truyền thẳng lên đến đỉnh đầu cô rất muốn đứng yên không nhúc nhích nhưng thật sự giống như có một bàn tay vô tình thức đẩy cô quay đầu lại thật chậm và thật chậm một gương mặt đầm đìa máu đang trôi nổi ở ngoài cửa ra vào siêu thị chính là người chồng đã sống lặng lẽ miễn cưỡng dưới hầm rượu hơn ba năm trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau hắn giơ cánh tay có in hàn vết thương do xích sắt gây nên nện mạnh vào cửa kính sau một tiếng cửa thủy lực vỡ nát gió đêm bầu trời đen kịt bóng ma không khí chặn ngập máu và lửa thoáng chốc tràn vào từ bên ngoài bao trùm lên người cổ mặc thanh giống như là ma quỷ răng rồng đôi cánh khổng lồ nỗi sợ hãi khiến cô sản sinh ra một loại sức mạnh cô ra sức muốn tránh thoát trong chốc lát cô cảm thấy người của mình đau nhói trong đầu hoàn toàn trống rỗng hoàn hồn lại phát hiện ra mình đã rơi xuống giường từ lúc nào căn phòng tĩnh lặng cửa sổ bình yên vô sự trên trời còn xuất lại ánh hoàng hôn cuối cùng vừa mới tắt không có gương mặt đầm điểm máu không có bóng đen dày đặc ác mộng lồng trong ác mộng ư nhưng sau người cô lại đau đớn đến thế này cơ đắc mộng thật quá Cô từng nghe nói đến một thí nghiệm tâm lý Bác sĩ bịt kín mắt của một người lại Đặt một miếng sắt lạnh lẽo lên làn da trần của người đó Và nói cho họ biết đó là bàn ủi nóng đỏ Kết quả là tay của người đó thật sự bị bỏng Đây chính là tác động tâm lý Người ý chí càng yếu ớt, cảm giác càng lớn mạnh Sẽ càng cảm nhận được triệt để nhưng mà vết thương trên tay của cô lại đột nhiên xuất hiện, không trải qua bất cứ một quá trình nào, cô không phải do ai đó thôi miên. Thật là rất là quái lạ. Cơn đau kia giống như là muốn cưa sống đầu của cô từ chính giữa, vô cùng dã man. Dường như là khí lạnh từ bốn phương tám hướng muốn chui vào bên trong, mà giữa đỉnh đầu cô lại là một luồng nhiệt muốn bay ra ngoài. Nóng lạnh đan sen bất chợt giao nhau, sản sinh ra một cơn đau như muốn nổ tung đầu. Mà thanh cảm thấy buồn ruồn, sức lực như là bị nước tháo chảy nhanh trong tích tắc. Cô hơi ngẩng đầu lên trên, ánh mắt đưa tới chiếc rèm cửa đang bay trong gió. Chỉ thấy một bóng đen chợt lóe lên ở ngoài cửa sổ. Chỉ thấy cái bóng đen đó đậm dần, từ màu đen nhạt trở thành màu đỏ sậm, đỏ ngầu, đỏ như máu. Hình thái cũng bắt đầu thay đổi, tựa như là một người đang ngồi ôm đầu co do trên thành cửa sổ lúc này từ từ ngẩng đầu lên một cách chậm rãi là mơ là mơ cô tự chắc nhờ mình như vậy gần đây tất cả những việc cô gặp phải có một sự xuất hiện của hứa huân đều là cảnh trong mơ cuối cùng sẽ tỉnh lại mau tỉnh lại đi mau tỉnh lại đi cô véo mình một cái thật đau cầu tay còn bị thương chưa lành chuyển đến cơn đau buốt nhưng mà cô không tỉnh đây không phải là mơ chiếc bóng đỏ trước mặt đã thành hình lập thể đứng vững nhanh chóng biến thành hình người ánh mắt phát ra tia sáng chết chóc và chiếc miệng đen ngòm lại rõ ràng vô cùng thế nào không nhận ra chồng ư bóng mặt thều thào những âm thanh dội lên từ địa ngục mặc thanh sợ hãi và ngất lịp đi những ngày sau đó cô đều không dám ngủ đi làm trong trạng thái đờ đẫn ngơ ngẩn khiến cho người khác cực kỳ khó chịu tới về lại bật điện sáng trưng trong tay cầm con dao sắc nhọn ngồi dựa lưng vào góc tường giơ ra phòng thủ ở trước mặt lúc cơ thể không chịu đựng nổi nữa thì vô thức thiếp đi trong mơ lại diễn ra vô vàn những khung cảnh ma quái khủng khiếp cô giật mình tỉnh lại lăm lăm con dao ở trong tay lấm lét nhìn xung quanh đầy sợ hãi chỉ trong một tháng cô như phát điên lên và còn có những hành động cười đùa gây sợ, dọa nạt khách hàng. Người ta khiếu nại và yêu cầu cảnh sát bắt cô vào viện tâm thần. Rồi đêm nào cũng nghe thấy tiếng của cô gào thét xua đuổi ai đó. Nhưng phòng bệnh ngoài cô ra thì chẳng có một ai khác. Khi mà trải qua trạng thái thôi miên để điều trị tâm lý, cảnh sát mới phát hiện ra cô bắt giam chồng của mình khi không có thẩm quyền tối cao, còn vô tình khiến cho hắn chết trong hầm rượu cô bị phán 30 năm tù giam không tái thẩm trên đời này thực ra đều có nhân quả người sống nếu mà gặp phải gian khổ bất hạnh chẳng qua là đang trả lại tội nghiệp của kiếp trước xeo nhân nào thì gặp quả nấy hứa huần giết mỹ dung hắn đã phải đền mạng mặc thanh giày vò hắn suốt bao nhiêu năm và gây ra cái chết ngoài ý muốn giờ đây cô cũng phải trả giá cho sai lầm nhân quả của mình ai cũng tưởng mặc thanh phát điên sau cái chết của chồng chỉ có tôi là nghĩ khác Tôi hoàn toàn tin vào thiết giới tâm linh Nên mà những linh hồn tồn tại như một ràng buộc tâm lý Về những chuyện xấu xa mà con người nếu mà chẳng may ngu ngốc thực hiện Họ như những người gác cửa nhân cách không cảm xúc Chỉ cần con người nhúng tay vào tội ác Họ sẽ quẩn quanh giày vỏ Đến khi chúng ta phải trả giá mới thôi xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo